10 tôi có mặt. Cái này nhìn quen quen nhỉ, lần trước ở đâu? Lấy của vời. À, thằng nào nhìn quen hết. Lấy bao nhiêu đây? Cái này tầm 5 triệu. Lệ Chi Gia Lâm nó mãi đâu nhỉ? Lệ Chi, Lệ Chi Gia Lâm chỗ nào? Quên công nghiệp Lệ Chi. Lệ Chi Lệ Mật à? Lệ Chi chắc giáp có phải gần khu. Gần Lệ Mật không? Thì có câu khu công nghiệp cơ mà. Chắc có gần Lệ Mật không? Lệ chắc là ná nhau rồi. Ủa, vướng quá. Để ra đằng sau ngồi cho dễ. Hôm nay có người đẹp tin đây. Quỷ lên đây. Mang cái cây này lên, nhưng mà vừa nãy mình không biết đấy mà. Không biết của ai, nhưng mà đây. Thì chúng ta hãy gọi xem số này. Người đẹp lái xe lên và bán cây đấy. Có cây xanh cổ. Đây sớm thế. Vâng, để thoát kiếp nạn đây. Mua bạn mình là người mua được mà đây, làm được hay được. Trong đời nó tàu chậm nhỏ nó một tí nào nó không được nhỏ. Nhưng mà nó quay nó đổ dài không? Vâng, nay cứ nghĩ là đi sớm, không nắng mấy. Xem có cây gì lên quanh. Xong rồi ra uống nước nhá. Xong rồi ra uống nước. Vâng. Nếu mà nó mà mới về thì mình ấy. Xem cây vùng nào đấy. 2 năm mình rồi. Tôi thì này anh tưởng nay đầu tuần này đi làm chứ. Có chứ. À vừa để cho anh Lực cái kia anh. Vừa để cho anh Lực cái kia. Ừ. Tao vào nhìn quen quen. Nuôi đấy hết tiền thì lại mang đi thôi. Còn mình mang vào trong thạch thất mang 4 5 cây bằng hết mà hết cả xe. Còn một cây này mình không muốn bán. Đâu, nay mang cây nào đi anh? Mang con này, con này. Con này thì bao tiền? 5 triệu rưỡi, cái này. 5 triệu rưỡi. Chăn nuôi, hàng chăn nuôi. Nhưng mà nuôi được thành thì lại không to. Không có cây không mua được, phải nuôi đi thôi. Đúng rồi, thì giờ có cả mình mới mua được mấy con để bán cho người. Chỗ mấy nhà anh nhiều mà có thiếu gì đâu. Nhiều quá. Đấy. Đây nuôi xong công to đấy. Xong rồi cố nuôi to đưa cái ngọn vào thế mà. Con này là con quả thắng kinh đậu. Rồi. Biết rồi. Đồ này rửa lại là khác à? Này là của anh nhập. Nhà của con quê này mà lấy con kia của mình à. Đấy dễ đấy. Cái này là bao tiền anh? Con ý là 2,5 triệu. Cũng điền đấy chứ nhỉ? Điền. Con nào về thích chơi thấp cắt được. Đấy là tàu đá. Chuẩn. Xỏ vào cái viên đá nghệ thuật. Thế hôm ấy có vào nhóm thức ra, ông thức của con quê rất đẹp đấy. Lâu lắm em không đi lên mạng đấy đâu. Được. Tôi lại chờ anh Tân anh mua, nếu anh thích mua về mình lại mua lại của anh Tân. Dễ. Là lúc đấy quen đi thì tiền biết. Vâng. Mẹ nó trên da trên đe thì cũng có kinh lắm. Tiếp. Vào đấy đúng cái chỗ mình là lúc mua trẻ mua mà nhưng mà cái giá còn tư cũng là được. Đấy, vào đấy đúng cái chỗ khu vực nóng bỏng nhất rồi. Cả anh em là già. Già. Mình đi dòng rượu này cũng để cho giá nó ấy. Đúng rồi. Hơn mọi người. Chắc rồi. Còn như quyền ấy có tiền thì là... Úi giời ơi. Không, là nước là cái. Là nước là cái. Có tiền thì nó cũng phải hơn. Là nước là cái thì ai đến là cũng phải chịu trận hết. Mà mỗi người mới cái quan điểm mình thì bán hàng nói thì nhiều người nghĩ mình là kia thiếu căng và các thứ ấy. Người bán hàng người ta có nguyên tắc riêng. Đúng rồi. Bán hàng tôi không gọi biết ai vào nhà mà ấy là ấy thôi. Nhiều người hỏi đảm bảo là về nhà chơi nhưng thật sự cứ bảo là tôi chả có cây gì. Nhưng người cứ bảo mình. Đấy, nhưng
thật sự là còn mà thì thực sự thiện chí chắc chắn là gặp nhau thôi đúng không? Đấy, anh em xa gần phải hiểu chứ không có lại. Ô nhiều chứ. Còn cái giờ chết đấy. Nhiều chứ. Nhiều đấy anh ạ. Mình nuôi được mà. Còn gì cũng nuôi. Cái cốt hay mình về nuôi. Mình nuôi con nhiều con thành công chưa? Đấy. Mình không ngờ mà mình chuyển mấy con bạc thành chất đều toàn những thả cứng là người ta thích luôn. Chưa nói gì về. Đấy. Đấy, mình nuôi được chứ có phải là không đâu mà. Giá nó lại hợp lý. Chào mọi người. Em cũng có được. Nhiều cái to quá, chả nhìn thấy gì. Nhìn thấy các bạn, khôi mà. À, khôi to mà nuôi ra nuôi sổng ấy. Chả nhìn thấy gì cả. Còn cây này có vẻ là rất là củng cố. Nó là hoành trái, đổ này. Thôi, anh em là có thông tin hoặc là thích xem những cái cây khác của anh thì vui lòng vào đây rồi. Đấy. Chắc là có Zalo đấy. Tôi không có lưu số, ra đây gặp nhau thôi. Nhiều anh em cứ chửi mắng mình là không có số thế, nhưng mà đấy, thực tế là đi quay này, lấy trực tiếp luôn, tôi không có số. Biết tên, biết nhau nên ra chợ gặp nhau thôi. Cái cây đẹp, nếu mà tôi gặp ở đây tôi mua luôn rồi, chứ tôi chẳng có lấy số làm gì. Chả có cây của ai. Vâng, vào bây giờ đấy anh, sắp thoát kiếp rồi. À đây cây của anh à? Ừ. Bao tiền đây? Bao tiền? 20 à? Ôi bỏng bay à, bỏng bay. 20. Cũng được ấy. mình sợ cái to quá chứ không. Đấy. Phần bông bông tán thì thôi biết chê rồi, mình làm nó từ ngày xưa rồi. Nên vậy thì tùy các bác suy nghĩ. Cái dưới này chả biết của ai, nắng quá chả muốn gọi nhau ra đây làm gì. Dâm bụt. Ôi giời, dâm bụt của ai đây không rõ. Dâm bụt này chắc là dâm bụt kép. Lá nó nhảy chắc dâm bụt kép. Hồng hoặc là vàng đấy. Chắc vậy. Đoán vậy. Vàng vàng này mà. Lá nó không nhiều răng cưa như lá kia và nó không dài mềm như lá kia thì có lẽ là dâm bụt kép. Cái nước da đó. Xa nhỉ? 4 phần, 4, 5, 5. Chả biết của ai. Dưới bóng cây này quay ngược lên. Tôi chả nhìn thấy màn hình nữa các bác. Quá nắng. Không có lối mà chui vào. Không có lối đi các bác. Không có lối đi, đi nữa để lách sang bên kia xem sao. Đi mà. Dạ. Tí nữa đi vòng. Đi vòng. Ôi dồi, bỏng người. Ra chỗ tịnh này tí đã. Nóng quá, camera không chịu được rồi. Xem cây của ông nào đây, bác nào đây. À đây là cây của gì nhỉ? Lê Minh Tuấn. Lê Minh Tuấn xì. Nhìn xa thì gấm mặt phết đấy. Đội phố bây giờ thích lồm nhồm với lại bách bách với dối. Tách cái này ra thôi. Trắng, để xin trắng.
không đoán không nhầm là xịt chả. Trốn hết với nhau uống nước trong kia rồi các bác, không cần. Đây là cây kim tiền. Có ai? Nó thuộc họ sam đúng không? Họ sam sam. Thuộc họ sam ở trong miền Trung này. Cây kim tiền. Tên thì rất là tài lộc rồi. Kim tiền đáng làng. Đấy, Lê Minh Tuấn. Kim tiền nhỉ? Kim tiền này bao tiền anh? 2 triệu. 2 triệu, thì mái quá. Cái này bao tiền? 2 triệu thôi. Quá đẹp. Đấy. Cái này cũng hay à? 2 hay là 12 đấy? Cái này. Sĩ quan lại ra đây rồi. Trời nắng trong đây nó đẹp, người phơi nắng nó đẹp. Anh à? Có ông Tuyền ông lia cho phát tức luôn. Chết đấy. Bảo nhắn nhà nhắn. Đấy. Cái này bao nhiêu anh? 2.7. Nghệ thuật đấy. Bệt chưa? Hôm nay không cấp anh ạ. Sụp. Sụp sụp sụp. Sụp lão. Được, nhìn cũng hay ho ấy. Dễ phi khiếp. Dễ. Dễ. Dòng này nuôi sướng lắm. Nuôi sướng. Rồi, ok anh. Đơn vàng để xem cây đằng sau của ông Kiện anh xem. Đấy, bây giờ mới ra được lối vào đẹp phết, chả có lối vào. Dễ bệ cái phần mặt trước nó ôm vào viên đá này. Viên đá này kìa. Đây khá là hay, khá là hay. Vừa có nét cổ này, vừa khổng lồ, khá là ngắn. Ok. Ủa, xin đây. Kết thúc chuyện ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.